hôm nay thì GD sẽ bật mí cho các chị gái một bộ sưu tập những mẫu quần sóc của GD các chị yêu nhá. Và quần sóc có thể nói là một trong những item không thể thiếu được đối với chị em phụ nữ chúng ta đúng không ạ? Và ngày hôm nay GD mang đến cho các chị gái ba mẫu quần sóc mới nhất các chị ấy này. Mà mẫu mà em đang mặc ở đây mà là cũng là một cái mẫu mà em có thể đem rất là thích cho các chị ấy, các chị ấy có thể tham khảo cho em này. Một mẫu quần sóc giả vai các chị yêu nhá. Đó, mẫu này thì lại che được cả phần bụng cho chúng ta, rất yên tâm và tự tin các chị yêu nhá. Đó là quần sóc giả váy này. Và thứ hai tiếp theo nữa đó là quần sóc dáng truyền thống các chị ấy nhá. Một cái dáng truyền thống này. Với dáng này thì là dáng truyền thống vẫn cơ bản rồi cho các chị gái này. Thiết kế có túi đơn giản và thích tất cả những chiếc quần sóc ở đây, ống đều là dòng ống rộng các chị gái nhá. Để giúp cho các chị gái của em đi, đứng, ngồi hay chúng ta vận động đều cảm thấy rất thoải mái nhá. Đây là dáng truyền thống này. Chị gái nào thích mẫu này thì comment cho em là dáng truyền thống nhá. Dáng truyền thống, dáng đơn giản nhất các chị ơi nhá. Đó. Và tiếp theo nữa đó là một trong những cái dáng rất là đặc biệt của GD lần này cho ra mắt. Với một thiết kế quần sóc cạp cao các chị nhá, cạp cao chỗ này phải được tầm 7 phân cho các chị gái này, giấu bụng rất là tốt cho các chị luôn. Cùng với đó các chị hãy nhìn thấy cho em này, một cái đường ly nổi được may trên ống như thế này giúp cho chiếc quần sóc trở nên trẻ trung rất là nhiều ạ. Và dáng quần sóc ở đây các chị gái này, để ý này, màu xanh than các chị gái nhá, màu xanh than này. Đó, cả nhà mình ơi, cả nhà mình không biết có nhìn rõ không nhở? Đây là một cái mẫu quần sóc rất là cao cấp của GD luôn ạ. Được khách hàng đánh giá rất là cao. Và tất cả những chiếc quần sóc mà GD sử dụng những chất liệu dòng trượt hàn cao cấp, có độ co giãn các chị ấy nhá. Đó, mọi người ơi, tham khảo cho em này. Quần sóc giả váy này, đúng ạ. Quần sóc giả váy này. Quần sóc, đây, mẫu quần sóc giả váy em cầm đây cho các chị ấy ngắm này. Đó, đó, mẫu quần sóc truyền thống này. Một mẫu quần sóc thiết kế cặp cao màu xanh than này các chị yêu nhá. Mẫu quần sóc của GD hiện tại đang có đủ size. Tình yêu nào mà yêu thích thì hãy nhanh tay để có thể sở hữu một trong ba dáng quần sóc của GD các chị ấy nhá. Đó, tình yêu của em có thể ngắm này. Vô cùng là dễ mặc luôn đấy các tình yêu ạ.